chào thầy cô. Em được xin giới thiệu, em là tổ trưởng tổ năm nhóm 2 lớp C29. Sau đây em xin giới thiệu các thành viên của nhóm em gồm 8 bạn. Em là Trần Thanh My. Em là Vũ Hùng Nhật. Em là Lê Thị Mai. Nguyễn Thị Hùng Nha. Em là Hồ Thị Lê Lê. Em là Nguyễn Hồng Hà. Dạ, em Nguyễn Thành Công. Em là Thiên Bình. Sau đây nhóm em trình bày kỹ năng giao tiếp với chủ đề là thảo luận nhóm. Xin chào các cô chú anh chị, tôi tên là Nguyễn Ngọc Hồng, là cán bộ của Trung tâm Y tế Dự phòng. Hôm nay thì tôi rất hân hạnh được đón tiếp các cô chú anh chị đến đây để tham gia buổi thảo luận về vấn đề tiêm vaccine cho trẻ và vấn đề niềm tin. Thì đi cùng tôi hôm nay còn có đồng nghiệp của tôi là chị Nguyễn Thị An Bình, sẽ cùng với mọi người ở đây sẽ tham gia cuộc thảo luận. Thì tôi cũng xin nói thêm là các quan điểm của mọi người ở đây thì không có ai đúng ai sai, những cái quan điểm, những cái ý kiến của các cô chú anh chị mà ở đây sẽ được chúng tôi ghi nhận lại, để từ đó chúng tôi sẽ làm tốt hơn trong cái công tác tiêm phòng. Thì cho tôi hỏi là trong đây thì các cô chú anh chị cũng biết là trong ấp của mình đúng không ạ? Chắc cũng có người biết nhau rồi, cũng có người chưa biết nhau, thì để tạo thêm cái không khí vui vẻ và thân mật hơn thì tôi xin mời mọi người tự giới thiệu. Thì bắt đầu từ đây đi nha. Thì chị mời em. Dạ, em tự hiểu là em tên Nga, em 25 tuổi, em là Đồng Mai. Dạ, em được 12 tháng đổi kết hôn, em cũng muốn tìm hiểu những vấn đề này. Tôi nghĩ là tên Ngân, tôi nay 30 tuổi, tôi 5 năm và tôi đã được 2 cháu. Tôi xin tự giới thiệu, tôi là tên My, nay tôi 71 tuổi rồi. Tôi đến đây tế cho hai chồng của con tôi đi khác rồi. Tại vì tôi có hai đứa cháu nội, đứa 5 tuổi, đứa mới 6 tháng à. Tiêm chủng đầy đủ nên bây giờ cảm thấy nó khỏe mạnh, sao tôi thấy tiêm chủng nó có lợi, nhưng mà
lo lắng về cái vấn đề mà khi mà tôi đi tiêm chủng bệnh nó đông quá mà nhân viên lại ít nữa, mà tôi hỏi lại cái mấy cô thực cáo khác của tôi là tôi có cái tâm trạng hoang mang khi mà tiêm chủng với vaccine không biết có được bảo quản tốt hay không nữa, ý kiến của tôi. Em có ý kiến, em chở chị em chở cháu tiêm á, chị tới trạm tới em thấy chị người không có thân thiện gì hết, nhưng thứ hai chị em chở tiêm địa chỗ mà nhưng thứ hai nữa là em thấy sao giờ báo nó đăng nhiều vụ mà sao tiêm nó trẻ chết quá em cũng sợ. Tôi có tiếng nè, tôi con Nga vừa nói xong tôi báo đài trời ơi. Cái này chết là cả nhà tôi nè, có cái hai chồng có con mới sai tháng nè, đi tay tiêm xong thì chết quèo. Trời ơi, thấy gì hết muốn tiêm rồi, đừng nói rõ ra vận động đi tiêm thì chứng gì vậy. Cô ơi, hai cháu tôi không biết nào tiêm giờ. Tôi thấy là mấy cái vaccine bây giờ chỉ phòng với cái bệnh, mà bệnh đó thì bây giờ đâu còn đâu. Mà bệnh những cái bệnh đó bây giờ nhiễm chỗ tôi chả có ai mà bệnh đó, tôi thấy là tiêm xong nó cũng cần thiết này. Khi nào bệnh thì tôi tiêm. Tôi đồng ý nhận. Phần nữa là tôi với bà chị là có đứa cháu nhỏ đi tiêm xong về tiêm phòng xong về nhà sốt nó bệnh mấy ngày không ăn uống được, sức cả người muốn còn thôi. Em thì đồng ý ý kiến với anh Ngô là chị Ba là tiêm cho đi nó đỡ bất bệnh. Sao tôi thấy là ý kiến của chú Bi với anh Nhật này thấy nó không có đúng, mình đâu thể nào mình quy chụp được một vài cái trường hợp hy hữu mà mình nói cả một chương trình tiêm chủng nó có vấn đề hết thì mình không cho con mình tiêm. Nếu mà mình nói vậy thì chắc ai cũng không, như chú với anh thì không ai đưa con đi tiêm ngừa quá. Chị mới nói nãy là chị tiêm xong về bệnh vậy chị nói kỳ cái. Nhưng mà tôi đang nói với chú là cái vấn đề chú nói là tiêm xong về chết, cái đó là chỉ một vài trường hợp thì họ không. À, không tiêm thì không có bệnh, tiêm xong về. Tôi nói thực tế là chị nãy chị nói là tôi đồng ý đặc biệt thôi. Đó là quan điểm của chị thôi, tôi thấy tiêm chết là tôi không dám rồi, còn cháu là tiêm. Theo tôi là không nên tiêm vào bệnh như vậy. Tôi có ý kiến ở chỗ này chút xíu đi ạ. Thì đối với cái tình hình các cô chú cũng nghe về cái vấn đề mà tai biến sau khi tiêm ấy, thì có những ca nó dẫn đến tử vong làm cho bà con mình ở đây cũng rất là hoang mang. Thì đối với những cái vấn đề này thì tôi cũng đối với những người làm cái chuyên môn như tôi thì cũng rất là đang giải nhé. Thì đối với chú đối với anh đây thì nói về vấn đề tử vong thì khi mà nghe những cái thông tin về cái những vậy thì chúng ta nên tìm hiểu kỹ những cái thông tin chính xác nha. Thì những cái thông tin chính xác từ những cái chuyên môn, nếu mình đều có nghe những cái thông tin mà không có đúng từ bên ngoài làm cho mình những cái hoang mang ảnh hưởng đến việc tiêm chủng cho trẻ. Rồi vấn đề nữa là cái chuyện mà những tác dụng phụ của thuốc thì chúng tôi cũng đã được thông báo trước khi mà cho trẻ tiêm, thì như là các gia đình mình cũng biết những cái tác dụng phụ như là sưng nóng đỏ đau ở trong một cái vài ngày đầu sau khi tiêm. Và cái vấn đề kế tiếp thì về cái vấn đề chất lượng thì ở đây tôi cũng thông báo cho các cô chú anh chị đây cũng biết là những cái vaccine mà để tiêm chủng mở rộng á thì cũng đã được kiểm nghiệm và đã được đạt được cái tiêu chuẩn châu Âu và của Tổ chức Y tế Thế giới. Thì và cũng lên đây thì tôi cũng sẽ rút kinh nghiệm hơn, thì sẽ tổ chức những cái mô hình tiêm chủng sẽ tốt hơn. Thì sau đó thì có ai có ý kiến gì nữa không ạ? Sau này sẽ báo lâu kết quả là tôi sẽ tiêm chủng cho con. Tôi thì cũng đang lo sợ cái vấn đề thuốc, thì giờ nãy giờ nghe cô nói
Thank you.